Lại nữa thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, nếu chẳng sao chép thọ trì, đọc tụng, tư duy, tu tập vì người diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu chẳng dùng bát nhã ba la mật đa sâu xa nhiếp hóa hữu tình pháp, hoặc chẳng dùng tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa nhiếp hóa hữu tình pháp, hoặc chẳng dùng pháp không nội nhiếp hóa hữu tình pháp, hoặc chẳng dùng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng chân như nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, nhiếp hóa hữu tình khác. Hoặc chẳng dùng thánh đế khổ để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng thánh đế tập diệt đạo để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng bốn tịnh lự để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng bốn vô lượng bốn định vô sắc để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng tám giải thoát để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng tám thắng xứ chín định thứ đệ mười miếng xứ để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng bốn niệm trụ để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng pháp môn giải thoát không để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng mười địa bồ tát để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng năm loại mắt để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng sáu phép thần thông để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng mười lực phật để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp phật bất cộng để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng pháp không quên mất để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng tánh luôn luôn xả để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng trí nhất thiết để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng tất cả pháp môn đà la ni để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng tất cả pháp môn tam ma địa để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng pháp quả dự lưu để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng pháp quả nhất lai bất hoàn a la hán để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng pháp quả vị độc giác để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng tất cả hạnh đại bồ tát để nhiếp hóa hữu tình khác, hoặc chẳng dùng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật để nhiếp hóa hữu tình khác. Này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, nếu chẳng tùy thuận tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp không nội, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc chẳng tùy thuận tu hành chân như, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc chẳng tùy thuận tu hành thánh đế khổ, hoặc chẳng tùy thuận tu hành thánh đế tập diệt đạo, hoặc chẳng tùy thuận tu hành bốn tịnh lự, hoặc chẳng tùy thuận tu hành bốn vô lượng bốn định vô sắc, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tám giải thoát, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ, hoặc chẳng tùy thuận tu hành bốn niệm trụ, hoặc chẳng tùy thuận tu hành bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp môn giải thoát không, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc chẳng tùy thuận tu hành mười địa bồ tát, hoặc chẳng tùy thuận tu hành năm loại mắt, hoặc chẳng tùy thuận tu hành sáu phép thần thông, hoặc chẳng tùy thuận tu hành mười lực phật, hoặc chẳng tùy thuận tu hành bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp phật bất cộng, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp không quên mất, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tánh luôn luôn xả, hoặc chẳng tùy thuận tu hành trí nhất thiết, hoặc chẳng tùy thuận tu hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng,
hoặc chẳng tùy thuận tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp hòa dự lưu, hoặc chẳng tùy thuận tu hành quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, hoặc chẳng tùy thuận tu hành pháp quả vị độc giác, hoặc chẳng tùy thuận tu hành tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc chẳng tùy thuận tu hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì này thiện hiện nên biết các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy do nhân duyên này sẽ rơi vào một trong hai nơi thuộc nhị địa, đó là địa vị thanh văn hoặc địa vị độc giác. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy chẳng thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng chẳng thường dùng bát nhã ba la mật đa sâu xa để nhiếp hóa hữu tình khác, lại chẳng thường tùy thuận tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Do nhân duyên này, thiện nam tử thiện nữ nhân ấy sẽ rơi vào một trong hai chỗ của nhị địa, đó là địa vị thanh văn hoặc địa vị độc giác. Lại nữa, thiện hiện như con thuyền bềnh bồng trên biển cả bị vỡ, người ở trong ấy hoặc chẳng bám cây gỗ, chẳng bám đồ vật, chẳng ôm phao nổi, chẳng nắm miếng ván, chẳng nắm tử thi để làm điểm tựa, thì biết chắc là sẽ chết chìm, chẳng đến được bờ. Này thiện hiện, lại có con thuyền bồng bềnh trên biển cả tuy bị vỡ, nhưng người trong thuyền bám được cây gỗ, đồ vật, phao nổi, ván, tử thi để làm điểm tựa, thì nên biết những người ấy chắc chắn không chết chìm, đến bờ an ổn, không tổn không hại, hưởng niềm vui vi diệu. Này thiện hiện, cũng vậy, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát Thừa, đối với Đại Thừa tuy thành tựu ít phần tín kính, ưa thích, nhưng chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa để làm chỗ nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy, tu tập tịnh lượng tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa để làm chỗ nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy, tu tập pháp không nổi để làm chỗ nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy, tu tập pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không tánh tự tánh để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập chân như để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập thánh đế khổ để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập thánh đế tập diệt đạo để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập bốn tịnh lự để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập bốn vô lượng, bốn định vô sắc để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập tám giải thoát để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập bốn niệm trụ để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập pháp môn giải thoát không để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập mười địa Bồ Tát để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập năm loại mắt để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập sáu phép thần thông để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập mười lực Phật để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập pháp không quên mất để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập tánh luôn luôn xả để làm nơi nương tựa, hoặc chẳng sao chép, thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập trí nhất thiết để làm nơi nương tựa,
hoặc chẳng sao chép thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để làm nơi nương tựa. Hoặc chẳng sao chép thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni để làm nơi nương tựa. Hoặc chẳng sao chép thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập tất cả pháp môn Tam Ma Địa để làm nơi nương tựa. Hoặc chẳng sao chép thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập tất cả hạnh đại Bồ Tát để làm nơi nương tựa. Hoặc chẳng sao chép thọ trì đọc tụng, tư duy tu tập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật để làm nơi nương tựa. Thì này thiện hiện, nên biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa ấy, nửa đường suy bại, chẳng chứng được quả vị giác ngộ cao tột mà thối nhập địa vị thanh văn hoặc độc giác. Này thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, đối với đại thừa có sự thành tựu viên mãn, tin kính, ưa thích, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập pháp không nổi để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập pháp không ngoại, pháp không nổi ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập chân như để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập thánh đế khổ để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập thánh đế tập diệt đạo để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập bốn tịnh lự để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập bốn vô lượng bốn định vô sắc để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập tám giải thoát để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập bốn niệm trụ để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập pháp môn giải thoát không để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập mười địa Bồ Tát để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập năm loại mắt để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập sáu phép thần thông để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập mười lực Phật để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp Phật bất cộng để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập pháp không quên mất để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập tánh luôn luôn xả để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập trí nhất thiết để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập tất cả pháp môn Đà La Ni để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập tất cả pháp môn Tam Ma Địa để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập tất cả hạnh đại Bồ Tát để làm nơi nương tựa, hoặc thường sao chép thọ trì đọc tụng tư duy tu tập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật để làm nơi nương tựa. Thì này thiện hiện, nên biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa ấy, nửa đường không bao giờ thối nhập địa vị thanh văn hoặc độc giác, nhất định chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, như người muốn qua đồng hoang nguy hiểm, nếu chẳng mang theo lương thực đồ dùng, thì chẳng thể đến được nơi an lạc mà ở nửa đường gặp khổ nạn mất mạng.
Này thiện hiện, cũng vậy, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, đối với quả vị giác ngộ cao tột, dù có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có sự ưa thích, có thắng giải, có xả, có tinh tấn, nhưng chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoặc chẳng nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không nội, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc chẳng nhiếp thọ chân như, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đồ khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc chẳng nhiếp thọ thánh đế khổ, hoặc chẳng nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn tịnh lự, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn tịnh vô sắc, hoặc chẳng nhiếp thọ tám giải thoát, hoặc chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc chẳng nhiếp thọ mười địa bồ tát, hoặc chẳng nhiếp thọ năm lại mắt, hoặc chẳng nhiếp thọ sáu phép thần thông, hoặc chẳng nhiếp thọ mười lực phật, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không quên mất, hoặc chẳng nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, hoặc chẳng nhiếp thọ trí nhất thiết, hoặc chẳng nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc chẳng nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì này thiện hiện nên biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa ấy, nửa đường suy bại chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột mà thối nhập địa vị thanh văn hoặc độc giác. Này thiện hiện như người muốn qua đồng hoang nguy hiểm, nếu luôn mang theo lương thực đồ dùng chắc chắn sẽ đến được nơi an lạc, chẳng bao giờ gặp khổ nạn phải bỏ mạng giữa đường. Này thiện hiện cũng vậy, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có sự ưa thích, có thắng giải, có xả, có tinh tấn, lại thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, lại thường nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, lại thường nhiếp thọ pháp không nội, lại thường nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, lại thường nhiếp thọ chân như, lại thường nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Lại thường nhiếp thọ thánh đế khổ, lại thường nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo, lại thường nhiếp thọ bốn tịnh lự, lại thường nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lại thường nhiếp thọ tám giải thoát, lại thường nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, lại thường nhiếp thọ bốn niệm trụ, lại thường nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, lại thường nhiếp thọ mười địa bồ tát, lại thường nhiếp thọ năm lại mắt, lại thường nhiếp thọ sáu phép thần thông, lại thường nhiếp thọ mười lực phật, lại thường nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, lại thường nhiếp thọ pháp không quên mất, lại thường nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, lại thường nhiếp thọ trí nhất thiết, lại thường nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni, lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam Ma Địa, lại thường nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ Tát, lại thường nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì này thiện hiện nên biết các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa ấy, quyết chẳng suy hao thối bại giữa đường mà vượt lên địa vị thanh văn, địa vị độc giác, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
này thiện hiện, thí như người con trai hoặc người con gái mang bình đất chưa nung đi lấy nước, hoặc ở sông, hoặc ở ao, hoặc ở giếng, hoặc ở suối, hoặc ở kênh ngòi, nên biết bình này chẳng bao lâu sẽ tan rã. Vì sao? Vì bình ấy chưa nung chín, chẳng thể đựng nước được, kết cục bị tan rã. Này thiện hiện cũng như thế, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, đối với quả vị giác ngộ cao tột, dù có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ưa thích, có thắng giải, có xả, có tinh tấn, nhưng chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, hoặc chẳng nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không nội, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc chẳng nhiếp thọ chân như, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc chẳng nhiếp thọ thánh đế khổ, hoặc chẳng nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn tịnh lự, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc chẳng nhiếp thọ tám giải thoát, hoặc chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc chẳng nhiếp thọ mười địa Bồ Tát, hoặc chẳng nhiếp thọ năm loại mắt, hoặc chẳng nhiếp thọ sáu phép thần thông, hoặc chẳng nhiếp thọ mười lực Phật, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không quên mất, hoặc chẳng nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, hoặc chẳng nhiếp thọ trí nhất thiết, hoặc chẳng nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc chẳng nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì này thiện hiện nên biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa ấy, giữa đường suy bại, chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, mà thối nhập địa vị thanh văn và độc giác. Này thiện hiện, thí như các người con trai con gái mang bình đất nung chín đi đến sông hoặc ao hoặc giếng hoặc suối hoặc kênh ngòi để lấy nước, nên biết bình này không bao giờ bị hư rã. Vì sao? Vì bình này đã được nung chín rất chắc chắn, có thể được đầy nước. Này thiện hiện cũng như vậy, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, nếu hư đối với quả vị giác ngộ cao tột, có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ưa thích, có thắng giải, có xả, có tinh tấn, lại thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, lại thường nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, lại thường nhiếp thọ pháp không nội, lại thường nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, lại thường nhiếp thọ chân như, lại thường nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, lại thường nhiếp thọ thánh đế khổ, lại thường nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo, lại thường nhiếp thọ bốn tịnh lự, lại thường nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lại thường nhiếp thọ tám giải thoát, lại thường nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, lại thường nhiếp thọ bốn niệm trụ, lại thường nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, lại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, lại thường nhiếp thọ mười địa Bồ Tát, lại thường nhiếp thọ năm loại mắt, lại thường nhiếp thọ sáu phép thần thông, lại thường nhiếp thọ mười lực Phật, lại thường nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng.
lại thường nhiếp thọ pháp không quên mất, lại thường nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, lại thường nhiếp thọ trí nhất thiết, lại thường nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn đà la ni, lại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, lại thường nhiếp thọ tất cả hạnh đại bồ tát, lại thường nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Thì này thiện hiện nên biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa ấy, không bao giờ suy hao, thối bại, nửa đường, vượt qua địa vị thanh văn và địa vị độc giác, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện như có người lái buôn không có trí, phương tiện thiện xảo, khi thuyền còn ở bờ biển, chưa sửa chữa, chuẩn bị đầy đủ mà mang của cải vật chất lên đó, rồi đẩy ra giữa dòng, gấp rút ra đi, thì này thiện hiện nên biết thuyền ấy bị hư chìm giữa đường, người thuyền của cải trôi dạt tứ tán, người lái buôn như thế không có trí phương tiện thiện xảo, nên bị tan thân mất mạng và tiêu tan của báu. Này thiện hiện cũng như vậy, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, đối với quả vị giác ngộ cao tột, dù có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ưa thích, có tháng dài, có xả, có tinh tấn, nhưng nếu chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, hoặc chẳng nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không nội, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc chẳng nhiếp thọ chân như, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Hoặc chẳng nhiếp thọ thánh đế khổ, hoặc chẳng nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn tịnh lự, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc chẳng nhiếp thọ tám giải thoát, hoặc chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc chẳng nhiếp thọ mười địa bồ tát, hoặc chẳng nhiếp thọ năm loại mắt, hoặc chẳng nhiếp thọ sáu phép thần thông, hoặc chẳng nhiếp thọ mười lực Phật, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không quên mất, hoặc chẳng nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, hoặc chẳng nhiếp thọ trí nhất thiết, hoặc chẳng nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp môn đà la ni, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả hạnh đại bồ tát, hoặc chẳng nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Thì này thiện hiện nên biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa ấy bị suy bại nửa đường, tan thân mất mạng và tiêu tan của báu. Hoại thân mạng đó là rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác, mất của báu đó là mất quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, thí như người lái buôn có trí phương tiện thiện xảo ở tại bờ biển, trước hết sửa chữa trang bị thuyền xong mới đẩy xuống nước, biết không còn lỗ gì, sau đó mới mang của cải chất lên trên đó rồi ra đi. Này thiện hiện nên biết, thuyền ấy chắc chắn chẳng bị hư chìm, người vật an ổn đến nơi cần đến. Này thiện hiện cũng như vậy, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột, có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ưa thích, có thắng giải, có xả, có tinh tấn, lại thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, lại thường nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, lại thường nhiếp thọ pháp không nội, lại thường nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, lại thường nhiếp thọ chân như, lại thường nhiếp thọ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, lại thường nhiếp thọ thánh đế khổ, lại thường nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo, lại thường nhiếp thọ bốn tịnh lự, lại thường nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
Đại thường nhiếp thọ tám giải thoát, đại thường nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Đại thường nhiếp thọ bốn niệm trụ, đại thường nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Đại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, đại thường nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Đại thường nhiếp thọ 10 địa Bồ Tát, đại thường nhiếp thọ năm lại mắt, đại thường nhiếp thọ 6 phép thần thông, đại thường nhiếp thọ 10 lực Phật, đại thường nhiếp thọ 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đại thường nhiếp thọ pháp không quên mất, đại thường nhiếp thọ tánh luôn luôn xả. Đại thường nhiếp thọ trí nhất thiết, đại thường nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni, đại thường nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Đại thường nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ Tát, đại thường nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Thì này thiện hiện nên biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa ấy, không bao giờ suy hao thối bại nửa đường, vượt địa vị thanh văn và địa vị độc giác, thành tục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, thí như có người 120 tuổi già nua suy yếu, lại thêm có các chứng bệnh như bệnh phong, bệnh nóng, bệnh đàm hoặc có cả ba bệnh. Này thiện hiện, theo ý ông thì sao, người già bệnh này có thể từ giường tự ngồi dậy được chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này thiện hiện, người ấy dù có người đỡ đứng dậy cũng không đủ sức đi một cu lô xá hay hai cu lô xá, ba cu lô xá. Vì sao? Vì già bệnh quá đỗi. Này thiện hiện, cũng như vậy, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa đối với quả vị giác ngộ cao tột, dù có tín, có nhẫn, có tịnh tâm, có thâm tâm, có ưa thích, có thắng giải, có xả, có tinh tấn, nhưng nếu chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nhiếp thọ phương tiện thiện xảo, hoặc chẳng nhiếp thọ tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không nội, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc chẳng nhiếp thọ chân như, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị. Hoặc chẳng nhiếp thọ thánh đế khổ, hoặc chẳng nhiếp thọ thánh đế tập diệt đạo, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn tịnh lự, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc chẳng nhiếp thọ tám giải thoát, hoặc chẳng nhiếp thọ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn niệm trụ, hoặc chẳng nhiếp thọ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát không, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc chẳng nhiếp thọ 10 địa Bồ Tát, hoặc chẳng nhiếp thọ năm lại mắt, hoặc chẳng nhiếp thọ 6 phép thần thông, hoặc chẳng nhiếp thọ 10 lực Phật, hoặc chẳng nhiếp thọ 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc chẳng nhiếp thọ pháp không quên mất, hoặc chẳng nhiếp thọ tánh luôn luôn xả, hoặc chẳng nhiếp thọ trí nhất thiết, hoặc chẳng nhiếp thọ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp môn Đà La Ni, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc chẳng nhiếp thọ tất cả hạnh đại Bồ Tát, hoặc chẳng nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Thì này thiện hiện nên biết, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa ấy, suy bại nửa đường, chẳng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, mà thối nhập địa vị thanh văn hoặc độc giác. Vì sao? Vì chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa, cho đến chẳng nhiếp thọ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, không có phương tiện thiện xảo. Này thiện hiện, thí như có người 120 tuổi già nua suy yếu, lại thêm có các bệnh như bệnh phong, bệnh nóng, bệnh đàm, hoặc có đủ cả ba bệnh. Người già bệnh ấy muốn rời giường đứng dậy đi tới nơi khác, nhưng tự mình chẳng đi được. Có hai người mạnh khỏe dìu hai bên nách, khuyến khích ngồi dậy, nói: không hề gì, cứ yên tâm đi tới, hai người chúng tôi không bao giờ bỏ ông đâu. Người ấy chắc chắn đi đến đích an ổn,